Các bạn ơi, hôm nay mình cùng tô bức tranh này nhá. Đầu tiên mình sẽ tô dây quai đeo của bình rượu này màu nâu. Rượu mình sẽ tô màu xanh. Phần đế rượu mình sẽ tô màu tím. Mình cũng sẽ tô màu tím này cho chùm nho. Xong rồi bây giờ cốc rượu mình sẽ tô màu đỏ. Và tô màu đỏ trên bông hoa. Nho bên này mình sẽ tô màu xanh. Lá mình sẽ tô màu xanh đậm.
Vậy là mình đã tô xong rồi. Hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo nhé.